Mới đây, nữ ca sĩ Britney Spears bất ngờ thông báo sẽ đi tour châu Á với hai điểm đến đầu tiên là Tel Aviv, Israel và Manila, Philippines. Người hâm mộ thì mong chờ cô sẽ tới Việt Nam trong tour diễn đặc biệt của mình. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là đồn đoán. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Britney chỉ đi tour đến châu Á hai lần và đều lướt qua, đó là Abu Dhabi và Tokyo. Thưa quý vị, cặp